Máng, cô dạy em học chữ cái nha. Dạ. Ngồi xuống đi chị ba. A, đọc A đi. Bờ, chữ này là bờ. Cười gì mà cười. Thôi tự học đi. Chị hai giải lao tí. Lo học đi, cái này cay lắm. Cay lắm, cay lắm, học đi. Cái này mà có nước ngọt là đúng bài. Cái này lạnh lắm. Không tin đúng không? Thấy chưa?